Hello, xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Thái Học Sài Gòn Ô Tô. Mấy ngày nay bận bịu quá anh chị ơi, đi xây cái showroom mới. Học rất là vui, rất là lúc nào cũng đang nôn nóng để quay những cái sản phẩm mà Ô Tô Sài Gòn đã mang lại cho cô chú anh chị. Thì hôm nay Học mới vừa đi thu rồi chiếc xe Kia Seltos được sản xuất vào năm 2020. Chiếc xe này Học mới vừa đi thu về của khách. Nói chung là cái chắc mọc xe. Học chưa có sơn phết gì hết, nó có một vài vết xước lông mèo dầm nhầm nhỏ nhỏ, nhưng mà Học nôn nóng quá, nhờ mấy anh em quay hộ Học cái sản phẩm này để up lên clip để cho cô chú anh chị. Có rất là nhiều cô chú anh chị hỏi Học ơi, mấy ngày nay không có quay clip vì bên Học đang xây dựng mặt bằng ở số 14 Lương Đình Cổ quý vị. Thôi quay lại vấn đề chính ngày hôm nay. Phía sau Học đây là mẫu xe Kia Seltos rất là hot. Anh chị nào bây giờ mà muốn mua xe mới, xe này đặt tới tháng 12 mới có đó nha anh chị. Kia Seltos động cơ 1.4 turbo và bản này là bản cao cấp nhất, kết hợp với lại hộp số tự động 7 cấp chạy rất là mượt mà. Đầu tiên thì vẫn như thường lệ, Học muốn mời cô chú anh chị đi một vòng với Học để cô chú anh chị kiểm tra những cái đường dập nổi nè anh chị, thấy không? Dập nổi chiếc xe này hiện trạng là nước sơn zin 100%, chưa qua quá trình sơn dọn gì lại hết. Năm cái vỏ còn zin, kể cả vỏ xe cua. Và đây là cái hiện trạng mộc, thì Học đầu tiên Học sẽ mời anh chị đi một vòng ha, đi một vòng xe. Vì nước sơn zin mà Học sẽ lướt qua cái phần keo chỉ luôn để đỡ mất thời gian của cô chú anh chị. Một chiếc xe này nó định vị ở phân khúc hạng B đó anh chị, được cái khoảng sáng gầm rất là tốt vì xe này là gầm cao, hình như là lên đến, nếu Học nhớ không lầm, đó là gần 2 tấc đó, khoảng 190cm đó anh chị. Rất là đẹp ha, về ngôn ngữ thiết kế trẻ trung năng động. Cụm đèn pha phía trước là full led nha anh chị, bản premium là bản cao cấp nhất đó anh chị ha. Học về Học sẽ sơn sơ bộ lại những cái chi tiết ngoại thất của xe đó. Rồi Học sẽ mời cô chú anh chị cùng Học đi đánh giá qua chi tiết nội thất. Rồi giống như Học đã miêu tả thì anh chị nhìn nè, một chiếc xe phân khúc hạng B với mức tiền, cái tầm tiền mà tầm khoảng lên quanh 700, anh chị nhìn chiếc xe này, đèn full led nha anh chị đó, kể cả cái đèn gầm nè. Và Kia rất là biết nịnh khách, anh chị nhìn nè, nó trang bị tới 3 cái bi projector, đèn gầm có thể gọi là đèn phá xương, đèn hỗ trợ sáng. Còn cái cụm lưới tản nhiệt nè anh chị, được thiết kế mới. Mà quên báo với cô chú anh chị nữa, Học còn chiếc xe y chang vậy luôn, cũng màu trắng, xe 2021 nha anh chị. Xe này là 2020 đó. Chiếc xe 2021 á, về cái ngoại thất ở ngoài á, thì nó sẽ được trang bị một cái logo mới của Kia. Còn xe 2020 thì vẫn giữ cái logo Kia cũ nha anh chị, thì cũng không có khác nhiều hơn nhau. Cốp điện nè, vẫn xài cái động cơ 1.4 turbo. Rồi Học mời anh chị cùng Học kiểm tra vào cái khoang nội thất này. Học rất là nôn nóng anh chị, đúng ra là Học sẽ làm một cái chiếc xe đó chuẩn chỉnh, nó đậu ở trong showroom. Nhưng mà do là cái showroom đang xây, trong quá trình mà đang sơn lại, Học nói bụi túi bụi luôn, Học không dám mang cái xe này đó quý. Đây là cái hiện trạng của xe. Rồi anh chị nhìn cái vô lăng á, thì được tích hợp như là ru cần chôn nè, rồi đàm thoại đánh tay nè, điều hình bản điều chỉnh đa thông tin, rất là nhiều chi tiết nha anh chị. Đây cái này là Học cũng muốn khoe với cô chú anh chị nè. Đây, Học sẽ quay trực tiếp nha. Hôm nay Học đi Học không quay theo gì, cầm đúng cái điện thoại mộc quay coi cô chú anh chị luôn. Anh em đang đi với bạn Hải cũng làm chung với Học đây. Anh em đang đi thấy cái cảnh đẹp quá, ghé vô quay. Nói chung là có gì làm cái đó luôn anh chị. Không có một cái dụng cụ hay cái thiết bị nào hỗ trợ ngoài cái điện thoại hết. Đây anh chị nhìn hệ thống lạnh nè. Và anh chị đi mua những cái xe lướt á, cô chú anh chị đừng quên bỏ những cái chi tiết như thế này, như là cái văn của cái bao dao tay lái nè. Anh chị thấy không, là một nè, văn bao dao tay lái nè, rồi thêm cái nữa là nấm cần số. Những cái nào mà sờ thường xuyên lên xe, sử dụng xe là sờ, như là cần số và vô lăng, thì mình đánh giá được cái độ hao mòn của nó. Rồi anh chị nhìn nè, xe này á, nó tới 6 chế độ lái đó anh chị ha. 6 chế độ lái bao gồm chạy tuyết nè, rồi đường trơn trượt nè, ở đây là chạy trên sa mạc nè, rồi có cái chế độ gọi là Eco là chế độ tiết kiệm nè, Sport là chế độ thể thao, hết công suất của động cơ. Thì màn hình hiển thị là cũng Học thấy rất là thích ha, vì ở điểm á, cái những cái dòng xe
Hàn Quốc nó học hỏi được những cái tinh tế của những chiếc xe Đức. Anh chị nhìn nè, nó thiết kế bên tay trái của Học là hiển thị về tua máy, và bên tay phải là công tơ đèn LED. Nó thiết kế rất là đơn giản nhưng mà nó rất là tinh tế nha anh chị. Đó, Học đã chuyển qua chế độ Sport. Còn cái màn hình này á, vào giữa 2019 và 2020 á, hầu như là chiếc Seltos này là nó được cái trang bị cái màn hình to rộng đó, rộng nhất hầu thời điểm vào 2020 anh chị nhìn thấy nè. Đó, nó có định vị và nó có kết nối Android Auto nha anh chị. Đó, để Học cho anh chị xem. Xe này á, thì nó có camera gear và nó có cái nút điều chỉnh, nó có cái điều chỉnh wheel đó anh chị. Cũng hơi mệt anh chị, hơi mệt. Đây, xe thì có hai cái sự ghế, hai hàng ghế trước được sự ghế nha anh chị. Đó, sự ghế nè. Rồi có sạc không dây ở đây luôn. Để Học mở cái điện thoại lên để cho cô chú anh chị xem. Đây. Đó, chỉ cần đỡ vô đây thôi là nó đã sạc nè anh chị ha. Đó, không cần phải diêm dắt cắm gì hết. Đó, rất là đẹp. Và cái đây cũng là cái ghế da zin của xe này. Đó, anh chị. Ghế da zin đục lỗ ha. Đó, zin theo xe. Nói chung là từ nội thất tới ngoại thất chiếc xe này thì nó còn zin 100%. Đó anh chị ha. Học xin nhắc lại là Học vẫn còn một chiếc 2021 nha anh chị. Chiếc xe form mới. Đó. Đây. Thiết kế của Kia rất là biết chiều chuộng khách hàng vì nó làm hầu như là đầy đủ. Như là ghế điện nè anh chị. Đó. Ghế điện, ghế da đục lỗ, 6 chế độ lái, ru gần tròn, nói chung là đầy đủ hết. Đó, nó rất là tinh tế. Đó. Còn xe này thì Học xin phép lướt qua phần keo chỉ vì đây là một cái chiếc xe mà nó còn nước sơn zin 100% nên là Học sẽ lướt qua phần keo chỉ để đỡ mất thời gian của cô chú anh chị. Như là những cái cửa này anh chị nhìn thấy không, nó chày, cái chày này là bên Học sẽ bát ra ha. Cửa bên kia cũng vậy luôn đó, cửa bên kia cũng vậy. Có cái vè này, cái vè này bắt buộc phải sơn, nó bị mắc miếng sơn đây đó, đánh giá chi tiết đó, đánh giá là phải gọi là đánh giá chuẩn, phải gọi là chuẩn mộc luôn nha anh chị. Và đây có những cái chày xước lông mèo này. Anh chị nhìn, Học lấy ngón tay Học chà là nó sẽ ra anh chị. Đó. Mấy anh em đi từ sáng tới giờ luôn anh chị, đi coi xe công chứng. Đây, ông xã nè. Đó, cô chú của anh chị cứ có xe, những xe lướt lướt như này, Học đi ra ngoài Học làm á, thì tập trung nhiều vào những cái dòng xe lướt anh chị. Đó. Xe nào cũng mua nhưng mà phải xe đẹp. Bên Học á, thì hiện tại Học xin nhắc lại có hai chiếc Seltos, chiếc xe 2020 nè, 2021, chiếc Innova số tự động 2013 chạy đúng 85.000 km. Chiếc xe đó là của ông anh Học mới ra làm, ông anh hỗ trợ để lại cho Học chiếc xe đó để Học tiếp tục phục vụ cho cô chú anh chị. Chiếc xe thứ ba, chiếc xe thứ tư là chiếc Sendona xăng full 2016 chạy hơn 80.000 cây, cũng đang hôm nay đang trên đường về luôn. Rồi một chiếc xe để Học nhớ là túc xanh đó, chiếc túc xanh cũng là chiếc 2020. Hôm nay anh em Học về rất là nhiều xe, bận lắm nhưng mà hôm nay cố gắng quay một clip này. Rồi hồi Học đi lấy chiếc Innova ra quay gửi tiếp tục đến cho cô chú anh chị xem. Học xin nhắc lại, đây là mẫu xe Kia Seltos được sản xuất vào 2020, xe chạy lướt mới có 7.100 cây. Đó. Và xe này là bản cao cấp, động cơ 1.4 turbo. Bên Học đang chào bán với mức giá là 720 triệu. Xe này bên Học sẽ bao cô chú anh chị rút hồ sơ gốc và ký công chứng bán ra. Và những cái chỗ sơn, những cái chỗ chày xước thì bên Học sẽ sơn lại. Chẳng hạn giống như cái cản này, cái cản này cũng vậy nè anh chị. Đó, nó có chày xước nha. Đó, hiện tại là zin nhưng mà Học về phải sơn lại cho nó nghiêm chỉnh, nó làm lại cho nó như xe mới luôn để bàn giao cho cô chú anh chị, không cần phải mất thời gian thêm nữa. Và sau đây Học xin kết thúc video và xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời theo dõi Học đánh giá chi tiết cái sản phẩm này. Xin chào và xin hẹn gặp lại.